Cassette thì cũng vẫn là những ngày xuân, sẽ tiếp tục là những bài hát về mùa xuân cho các bác cùng thẩm âm. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, anh và Mai ngủ bên bìa rừng, chờ giấc 30 mộng ảo. Mùa xuân vẫn đẹp vô cùng, nếu xuân này mỗi em còn hồng, tình yêu nào chợt về đêm xuân, ta cần nhau gặp nhau vài lần. Nhìn nén bay qua đầu ngõ thì xuân đã ngập trong lòng, thương anh vào những ngày lập đông. Quê hương trong thời đau thương, mùa xuân chiến là thương, bao trời bây giờ trời đã sáng xuân, ta nhìn nhau tình yêu thành gần, mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa Hà Đông mong xuân này em vẫn còn. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, anh và Mai ngủ bên bìa rừng, chờ giấc 30 mộng ảo. Mùa xuân vẫn đẹp vô cùng, nếu xuân này mỗi em còn hồng, tình yêu nào chợt về đêm xuân, ta cần nhau gặp nhau vài lần. Nhìn nén bay qua đầu ngõ thì xuân đã ngập trong lòng, thương anh vào những ngày lập đông. Quê hương trong thời đau thương, mùa xuân chiến là thương, buồn cho đông. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, ta nhìn nhau tình yêu thành gần, mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa Hà Đông mong xuân này em vẫn còn xuân, mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa Hà Đông xuân này em vẫn còn, mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa Hà Đông mong xuân này em vẫn còn, mộng ước xanh như có nhiều bác thì khi mà em test ở trên YouTube đấy, test nhạc cái này thì cái bác nói là em lồng tiếng, nhưng thực ra là không phải lồng tiếng đâu ạ. Các bác muốn có chất âm tốt thì thứ nhất là việc đầu tiên các bác phải lựa chọn những cuốn băng có chất lượng tốt là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bác phải lựa chọn cái nguồn nhạc ấy, cái nguồn để mà các bác thu vào ấy, nó phải tốt là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là các bác phải có những thiết bị thu cao cấp, và một điểm quan trọng thứ tư nữa là cái người thu ấy phải có kinh nghiệm thu. Đấy, bởi vì trong quá trình mà mình đưa nhạc vào để mình thu ấy, mình phải chỉnh,
Đối với cassette thì có thể là chỉnh ở các giải làm sao để nó nghe nó không bị chói tai. Nếu mà chỉnh ở trên cassette nghe không chói tai thì chỉnh mà để nghe đầu đếch nó sẽ không được hay. Vì thế nên là mỗi một thiết bị mà mình cần nghe thì mình nên chỉnh ở cái mức độ thu như thế nào cho nó phù hợp. Thì cái đó chỉ những người thu có kinh nghiệm mới chỉnh được. Có rất nhiều người là vác hẳn đĩa CD gốc ra để thu nhưng mà nghe cũng không hay. Bởi vì cái CD ấy, cái giải của nó là hơn 3.000. Còn cái giải mà của cassette nó là dưới 3.000. Đấy, vì thế nên là các bác nếu trường hợp mà không am hiểu về kỹ thuật thì nhiều khi thu nó sẽ không được hay đâu ạ. Và sản phẩm trên thì đã được thuộc sở hữu của bác khách hàng tên là bác Hải ở Mỹ Lộc, Nam Định. Đấy, trước khi đóng gói để gửi cho bác thì em xin test. Thứ nhất là để bác biết là sản phẩm nó chạy hoàn hảo. Và tất cả sản phẩm trên bán được bảo hành 3 tháng. Chiếc Sadio U4 này thì có giá là 5.6 triệu. Chiếc Nationa F3 này có giá là 7.5 triệu. Và tất cả sản phẩm trên là cam kết với các bác là nguyên zin, chưa sửa chữa gì cả. Em đã thay dây cu loa bảo dưỡng phần cơ rồi. Các bác mua về chỉ chơi thôi. Còn sau khi hết hạn bảo hành mà gặp sự cố thì bên em sẽ hỗ trợ sản phẩm trọn đời. Nghĩa là dây cu loa bánh tì bên em sẽ giúp các bác thay thế cho các bác khi hết bảo hành. Và có tính phí, nhưng mức phí cũng rất là phù hợp và dễ chịu thôi. Đấy. Thì giới đài xin cảm ơn bác Hải ở Mỹ Lộc, Nam Định đã ủng hộ sản phẩm trên. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Một lần nữa vẫn là những ngày đầu xuân, xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc, bình an và hạnh phúc. Thế giới đài xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.